Bỗng một ngày, nam thần trong V-Beat quyết định xuống tóc, thay đổi hình tượng thành bad boy. Nhu Phước Thịnh, thời gian qua, giữa ồn ào vụ việc Nhu Phước Thịnh bị kiện tụng vì vi phạm bản quyền, đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Sau đó, Nhu bị bắt gặp đứng hút thuốc ven đường, khiến người hâm mộ dấy lên luồng ý kiến rằng nam ca sĩ chạm khẽ tim anh một chút thôi, đang suy sụp vì vấn đề kiện tụng. Thế nhưng sau đó, Nhu Phước Thịnh đã có câu trả lời dành cho nhiều người về việc vì sao mình xuống tóc và hút thuốc. Những hình ảnh cho MV mới cùng với tạo hình cực chuẩn men khiến nhiều người phải trầm trồ suýt xoa. Chính lúc này đây, người hâm mộ thật sự thở phào vì việc xuống tóc của Nhu chỉ là việc anh chàng muốn thay đổi hình tượng mà thôi. Thế nhưng phải công nhận rằng kiểu tóc mới của Nhu Phước Thịnh vô cùng phù hợp với anh. Nhiều người còn nói rằng chưa bao giờ Nhu điển trai và manly đến như vậy. Subin Hoàng Sơn được mệnh danh là nam thần trong showbiz Việt và là hình mẫu lý tưởng của nhiều cánh má hồng, không lạ gì khi Subin Hoàng Sơn luôn trung thành với kiểu tóc lãng tử. Thế nhưng mới đây, huấn luyện viên The Voice Kids đã quyết định lột xác các phân mái tóc lãng tử của mình để hóa thành một bad boy chính hiệu. Có vẻ hiệu ứng xuống tóc của Subin cũng nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía người hâm mộ. Sơn Tùng MTB, nhiều người nói rằng Sơn Tùng chắc chắn là tắc kè hoa nhiều màu sắc của showbiz Việt. Anh chàng rất chịu khó đổi style để làm mới mình. Mới đây thôi, nam ca sĩ cơn mưa gan qua đã khiến nhiều người bấn loạn với một kiểu tóc tết dài trên sân khấu. Trông Sơn Tùng vô cùng lạ lẫm, nhưng không mất đi vẻ chất chơi vốn có của mình. Ngay sau đó, Sơn Tùng chiêu đãi khán giả thủ đô với một kiểu tóc xù dài, trông anh vô cùng tinh nghịch với tạo hình ấn tượng. Đây không phải là lần đầu Sơn Tùng chịu chơi về thay đổi kiểu tóc. Trước đó anh chàng cũng đã quyết tâm để lại tóc dài với phần mai được cắt mái. Những phần đuôi tết lại cầu kỳ nuôi dài ra để tạo nên một vẻ mới lạ cho nam ca sĩ. Enric vốn là một anh chàng khá điệu đà với mái tóc bồng bềnh, đôi môi hồng hào và khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Enric ghi dấu ấn trong lòng khán giả, hình tượng nam ca sĩ theo đuổi phong cách ngoại hình của các idol Hàn Quốc. Trước đó khi tung ra MV Chạm Đáy Nỗi Đau, Enric đã khiến nhiều người thích thú khi tự tay xuống tóc mình trong MV. Mái tóc mới của Enric tuy không được xem là ngắn nhưng lại cực kỳ ấn tượng. Tóc mới với undercut hai bên khiến tạo hình Enric vô cùng lạ lẫm. Có thể nói rằng với tạo hình mới này, Enric vô cùng chất chơi, vừa khuôn ngầu vừa cá tính và mang dáng dấp của một chàng trai trưởng thành hơn.